ba mỹ nhân nổi bật tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đỏ sắc ai hơn ai. Trước thêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, bộ ba mỹ nhân Ngọc Châu, Hương Ly, Hoàng Phương hóa quý cô quyền lực gợi cảm trong bộ ảnh khiến fan sắc đẹp không khỏi suýt xoa. Trong tháng 6 này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bước vào giai đoạn nước rút khi lần lượt các sự kiện quan trọng cũng như hai đêm thi quyết định bán kết và chung kết sẽ diễn ra. Có thể nói càng về chặng đường gần cuối thì cuộc đua cho chiếc vương miện danh giá càng trở nên hấp dẫn. Thêm vào đó việc loạt chiến binh ngàn máu đồng loạt quy tụ vào mùa thi năm nay khiến kết quả cuối cùng càng trở nên khó lường. Bên cạnh những người chiến mang lại làn gió mới như Thảo Nhi Lê, Nguyễn Hoàng Yến thì bộ ba mỹ nhân đầy kinh nghiệm trên đấu trường nhan sắc. Ngọc Châu, Hương Ly, Hoàng Phương chính là những cái tên mà người hâm mộ dự đoán sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc. Tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Trước thềm đêm bán kết diễn ra, cả ba đã thực hiện bộ ảnh sang xịn mịn khiến fan sắc đẹp trầm trồ. Trong bộ ảnh được chia sẻ, Ngọc Châu, Hương Ly, Hoàng Phương hóa thành những quý cô vừa quyền lực, vừa sở hữu vẻ đẹp sự quyến rũ của người phụ nữ. Đúng với chủ đề Vina Woman của Miss Universe năm nay, diện những thiết kế lộng lẫy được cách sẽ tinh tế của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Bộ ba mỹ nhân khéo léo phô trọn đường cong cơ thể chuẩn chỉnh. Bên cạnh đó, thần thái đậm chất Beauty Queen của ba thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 giúp bộ ảnh thêm phần cuốn hút. Hương Ly là một trong những cái tên quen thuộc tại Miss Universe Việt Nam khi cô đã có 3 lần chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này. Kết quả cao nhất mà Mỹ Nhân Gia Lai đạt được là top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Trong lần quay trở lại này, Hương Ly được fan sắc đẹp đánh giá, đã có đủ độ chín mùi trong nhan sắc, thần thái lẫn kỹ năng cô được dự đoán sẽ có một vị trí trong top 5 của mùa thi năm nay. Ngọc Châu từng được đại diện Việt Nam thi Hoa hậu siêu quốc gia 2019 và thành tích cô năm ấy là top 10 chung cuộc. Tuy nhiên, với tinh thần máu chiến và quyết tìm cho mình thêm cơ hội chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Ngọc Châu đăng ký tham gia Miss Universe Việt Nam 2022. Quyết định này của người đẹp sinh năm 1994 được đông đảo khán giả ủng hộ, sở hữu nhan sắc, kỹ năng và kinh nghiệm quốc tế. Ngọc Châu được khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Dừng chân tại tóc 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Không những khiến khán giả tiếc nuối mà chắc chắn chính Hoàng Phương cũng không thấy hài lòng chính vì thế quyết định một lần nữa gia nhập cuộc đua cho chiếc vương miện Miss Universe của Việt Nam của nhan sắc Khánh Hòa nhận được sự cổ vũ của nhiều khán giả. Hội tụ nhiều yếu tố của một beauty queen, Hoàng Phương được đánh giá là người chính đầy tiềm năng.